Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Canh Dần, tức can khắc với chi, có nghĩa là kim khắc với mộc, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, kỷ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt thân các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Kiếp Sát, Kỵ Xuất Hành, Cưới Hỏi, An Táng, Xây Dựng Nhà Cửa, sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh, cho thấy bạn tuổi Tý bạn luôn nghiêm túc trong công việc, nhờ vậy mà bạn mệnh đạt được những cái kết quả rất đáng ngưỡng mộ, và bạn tuổi Tý bạn nhận được cái sự yêu mến kính trọng của mọi người, và rất có thể bạn được thăng chức trong ngày hôm nay nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này, những ai cần tham gia thi cử thì cũng gặp được nhiều cái sự thuận lợi. Và chỉ cần với bạn tuổi Tý, bạn tự tin vào cái kiến thức của mình và vững vàng thì bản thân có thể vượt qua được bất kỳ cái đề thi nào hóc búa. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày 14 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý có phần tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người ấy, kể cả người nhà, rất chi là hài hòa và yên ấm. Nếu như bạn tuổi Tý có gặp cái khó khăn hoặc là bế tắc gì, bạn mệnh cũng có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, tin rằng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc đó bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim được thăng chức, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy mọi người tin tưởng, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa thi cử thuận lợi, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ
nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, không nên chủ quan. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn rất dễ vướng phải những cái tranh chấp với lãnh đạo, và bạn tuổi Sửu, bạn không nên đẩy những cái mâu thuẫn này lên quá cao. Nếu không, người phải chịu nhiều thiệt thòi chính là bạn đó, bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu, cho dù gặp cái khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên nghĩ tới cái việc từ bỏ hoặc là thôi việc. Đó chỉ là cái hành động trốn tránh, chứ không thể giải quyết triệt để được cái vấn đề. Và bạn cần phải dũng cảm đối mặt với thử thách, bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy hài hòa, vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng cần chia sẻ mọi cái nỗi niềm trong cuộc sống, và bạn đừng có nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình rồi giữ mọi chuyện ở trong lòng, bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, dễ vướng tranh chấp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, không nên từ bỏ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, đối diện thử thách. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, không nên nóng nảy. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, vợ chồng hài hòa. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay, bạn đang gặp được thiên ấn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn phát triển tốt trong những cái công việc thuộc lĩnh vực như là nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ trở thành cái tấm gương sáng cho mọi người ngưỡng mộ và noi theo nữa đó, bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Dần, đôi khi tài năng của bạn không phải là tất cả. Và nếu như bạn tuổi Dần, bạn muốn thăng tiến nhanh chóng hơn, bạn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với đồng nghiệp, không nên lạnh lùng, bỏ ngoài tai cái lời nói của người khác như hiện tại, bạn tuổi Dần nhé. Và trong ngày 28 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Dần, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành thì gặp gỡ được quý nhân, có người giúp đỡ, công việc đều rất chi là thuận lợi, buôn bán thì gặp khách, ký kết hợp đồng cũng rất tốt nhé. Theo khẩu minh, hôm nay là ngày thiên tài, cũng rất tốt, xuất hành cầu tài lộc đều thắng lợi, được người giúp đỡ, có tiền tài, có danh tiếng, có tin vui trong ngày nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, phát huy điểm mạnh. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, được ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, quá mức lạnh lùng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, nên khai trương luận. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão do đang có được cái sự giúp đỡ của tam hội chiếu mệnh, cho nên mọi công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đều tiến triển rất chi là thuận lợi. Và bạn tuổi Mão, nếu như bạn mệnh ấp ủ cái kế hoạch gì đó thì nên thực hiện trong ngày hôm nay, nếu không chần chừ do dự sẽ bỏ lỡ mất cái cơ hội tốt với mình đó bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn mệnh còn có thể gặp được quý nhân và quý nhân có thể chỉ cho bạn được cái hướng phát triển phù hợp, giúp cho tương lai của bạn tuổi Mão tràn đầy hứa hẹn. Bạn hãy rèn luyện bản thân của mình ngay từ bây giờ đi bạn tuổi Mão nhé. Chính ấn chiếu mệnh, cái điều này còn giúp cho cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đối với những bạn làm lãnh đạo thì nhận được cái sự ngưỡng mộ và tin tưởng của cấp dưới. Bạn hoàn toàn có cái khả năng dẫn dắt tập thể đi tới cái sự thành công. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy đặt ra những cái mục tiêu tham vọng hơn nữa với mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, hãy tham vọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, không nên do dự. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cấp dưới tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, rèn luyện bản thân mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn đang có cái điềm báo dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia của mình. Cái nguyên nhân ở đây có thể là xuất phát từ những cái bất đồng chưa thể dung hòa được giữa đôi bên bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Thìn, bạn mệnh nên giữ bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận và đặt mình vào cái vị trí của người ấy. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại. Nếu không, bạn rất dễ nói ra những cái lời gây tổn thương nửa kia, khiến cho tình cảm của cả hai người bị rạn nứt đó bạn tuổi Thìn nhé. May mắn trong cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, cho nên công việc làm ăn của bạn mệnh tuổi Thìn lại tiến triển rất chi là thuận lợi, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, dễ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những cái cố gắng, nỗ lực của bạn từ trước đến nay. Và bạn tuổi Thìn, bạn có được những cái cơ hội nhận được một cái khoản tiền kha khá với mình trong ngày nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, gia đình lục đục. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, vợ chồng rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, chú ý ăn nói. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, làm ăn có lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, nhận được tiền lãi độ. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi ở chốn công sở trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn đừng nên để trong lòng những cái lời nói đặt điều không chính xác về bạn, nếu không bạn rất dễ sinh ra ức chế và khó chịu ở trong người lắm đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, nếu gặp cái mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý cái cách cư xử, ứng xử của bản thân mình. Có thể bạn tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy giữ đầu óc mình thực sự tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh trong ngày hôm nay nhé. Trong cái ngày 14 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Tỵ cũng có được phần may mắn. Cái mối quan hệ gia đình của bạn rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những cái tâm sự của bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết mọi cái chuyện hợp lý với mình bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa vướng thị phi, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ nửa kia thấu hiểu, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc giữ tỉnh táo, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim không nên bốc đồng, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy bỏ ngoài tai lời nói xấu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất, cho nên với bạn tuổi Ngọ, bạn trở nên rất chi là nhiệt tình và hăng hái. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ cái công việc gì được giao, cũng như là sẵn lòng giúp đỡ người khác mọi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn đó bạn tuổi Ngọ nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, dường như bạn có phần hơi nóng vội quá mức. Bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì trong ngày, và đặc biệt không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn trong công việc nhé. Như vậy thì bạn tuổi Ngọ, bạn sẽ chẳng thể nào phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp của mình như cái sự mong muốn của mình được đâu. Và trong ngày 14 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này may là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhân duyên rất chi là tốt với người khác giới. Và nếu như bạn chủ động mở rộng lòng mình, mở rộng với bạn bè trong ngày hôm nay, thì bạn mệnh có được cái cơ hội gặp gỡ người phù hợp với mình, sẵn sàng cho một cái cuộc sống hạnh phúc, hôn nhân về sau này nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, nhiệt tình hăng hái, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, thích giúp đỡ người khác, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nóng vội quá mức, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, hoàn thành công việc, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhân duyên tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt
từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên với bạn tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải chú ý đến những cái đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Rất có thể những người đó tiếp cận với bạn đang có những cái ý đồ không thuần khít đối với bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cũng cần phải giữ cái khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn để cái chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Bạn tuổi Mùi, bạn đừng có vì niềm vui nhất thời mà phải gánh lấy cái hối hận về sau này. Và trong ngày 14 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi Mùi nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh của mình, bản tính hiếu thắng của mình lại. Nếu như thấy việc mình đang làm vấp phải cái sự phản đối của nhiều người thì bạn nên phải bình tĩnh, suy xét lại, không nên tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có trách nhiệm với gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, chú ý người tiếp cận. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, quá mức hiếu thắng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, nên bình tĩnh lại đoạn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Thân, bạn sẽ phải làm việc rất chi là vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được cái sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn, coi đây là cái cơ hội để trau dồi và rèn giũa bản thân mình bạn tuổi Thân nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, bạn cũng cần phải chú ý đến nửa kia của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là dành cho bạn bè đàm tiếu. Bạn hãy nhanh chóng thay đổi trước khi cái tình cảm đôi bên đang sức mẻ, nguội lạnh đi bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Thân, không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Nhưng nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên đi về những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Tây Nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn tuổi Thân thêm phần thuận lợi hơn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, quan tâm đến nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, thay đổi tính xấu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, rèn luyện bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu
cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu hứa hẹn một tương lai rất chi là sáng lạn. Với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, siêng năng như hiện giờ nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn là người có tài năng, vì thế bạn hãy đưa ra những cái mục tiêu tham vọng hơn trong ngày hôm nay từ bây giờ đi bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng thì công việc của bạn sẽ nhận được cái sự đền đáp xứng đáng và trong tương lai, bản mệnh tuổi Dậu có thể được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, thích hợp với cái năng lực của mình hơn hoặc là được nhận một cái khoản tiền thưởng khả quan với mình nữa. Trong ngày 14 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Dậu, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cho nên bạn mệnh tuổi Dậu không nên giấu tất cả những cái suy nghĩ vào trong lòng mình như vậy. Bạn hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn, bởi đó vốn là người thân thiết nhất với bạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có nghĩ rằng người kia không hiểu mình mà khép lòng lại như vậy nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tương lai sáng lạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, công lao được đền đáp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nên tham vọng hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, lạnh nhạt với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nên mở lòng hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn làm ăn có lộc trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tuất á, bạn không nên chần chừ do dự trước những cái cơ hội về đầu tư kinh doanh quá lâu nhé. Bạn cần phải quyết đoán nắm bắt và chắc chắn bạn sẽ thu được lời lại ngay trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai luôn. Với bạn tuổi Tuất, bạn là người ôn hòa và rộng rãi. Tuy nhiên, trong cái lĩnh vực chi tiêu, bạn cần phải lập những cái kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Và bạn tuổi Tuất, nếu như cứ chi tiêu bừa bãi, thì dù có kiếm được tiền trăm bạc tỷ với bạn đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ hết mà thôi đó bạn tuổi Tuất nhé. Nhưng trong cái ngày 14 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bạn mệnh tuổi Tuất cũng đang có cái điềm báo về cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Bạn dễ nảy ra cái sự tranh cãi nảy lửa với nửa kia của mình. Nếu như bích đặt vào cái vị trí của người khác, có lẽ bạn tuổi Tuất đã không nói ra những cái lời tổn thương lòng tự trọng của người khác như vậy đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, chú ý chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, suy nghĩ quyết đoán. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, suy nghĩ cho người khác nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi nhận được cái sự yêu mến của rất nhiều người trong ngày nhé.
Ai cũng muốn kết giao với bạn mệnh tuổi Hợi bởi bạn là người có tính tình hiền lành và biết quan tâm. Có thể bạn tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Và khi bắt tay vào công việc gì với bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn cũng luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ mang lại được kết quả xứng đáng. Cấp trên hẳn cũng đã nhận ra được cái sự quyết tâm ở bạn rồi đó bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày 14 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mọi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình rồi, đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, mọi người yêu mến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, biết quan tâm mọi người. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tin tưởng nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.